Thưa quý vị, sau hơn một năm bị khởi tố, Tòa Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa đưa ra xét xử 9 bị cáo, nguyên lãnh đạo công chức xã Dị Sử, nay là phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào về 3 tội danh, lạm quyền trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và tội tham ô liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai. Đây là một trong các vụ án được Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh Hưng Yên đưa vào diện theo dõi và chỉ đạo ngay từ đầu. Từ năm 2000 đến năm 2019, để có nguồn kinh phí cải tạo, xây dựng các công trình phúc lợi trên địa bàn xã, Ban chấp hành Đảng bộ xã Dị Sử qua các thời kỳ gồm nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, công chức tài chính, thủ quỹ, địa chính xã Dị Sử họp bàn thống nhất và ban hành nhiều nghị quyết phối hợp với cấp ủy chính quyền các thôn bán đất trái thẩm quyền với tổng số hơn 72.000 m2 đất ao Tùng Vũng, gây thiệt hại hơn 6,4 tỷ đồng. Gia đình anh Phạm Tuấn Anh là một trong 50 hộ ở tổ dân phố Tháp đang sở hữu thửa đất giao trái thẩm quyền có diện tích 90 m2. Đến nay, khoảng một nửa trong số đó đã được làm nhà ở nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận. Có phiếu thu rồi, có xác nhận của xã rồi, có địa chính rồi, có chủ tịch ký rồi. Tôi là người dân thì tôi chỉ biết mua của cái anh ấy, còn ai làm sai đến đâu thì người ấy phải chịu. Cuối tháng 2 năm 2023, các cán bộ, nguyên cán bộ tại phường Dị Sử đã bị khởi tố. Vụ án này ngay từ đầu được Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh Hưng Yên đưa vào diện theo dõi và chỉ đạo. Do tính chất phức tạp của vụ án, vì liên quan đến quản lý đất đai, tài chính của nhiều nhiệm kỳ, nên phải sau một năm, các ngành làm án của tỉnh hoàn thành hồ sơ cáo trạng. Ngày 26 tháng 3 vừa qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên đưa ra xét xử sơ thẩm các bị cáo lần lượt bị xử phạt tù từ hơn 2 năm đến gần 5 năm tù cho các tội danh. Bản án đã tạo được dư luận tốt trong nhân dân địa phương. Về cái nhận thức của các đồng chí nó có cái hại. Cho nên cái sự mà quản lý đất đai và tài nguyên nó không được chắc chắn, nó xảy ra như thế. Chúng tôi thấy rằng cái xử như thế thì phải nói là cũng đúng người đúng tội thôi. Nhiều người dân tại địa phương đã đến xem xét xử vụ án hoặc xem qua các phương tiện thông tin đại chúng đều rất đồng tình với việc khởi tố, xét xử đúng người đúng tội danh cũng như hợp tình, hợp lý của bản án. Qua cái sự việc đó là chúng tôi thấy có tính chất răn đe các xã khác, nói chung là có những ý đồ làm như thế thì cũng lấy cái Dị Sử là để làm cái gương. Về vấn đề cán bộ chủ chốt ở địa phương lên nâng cao cái trình độ quản lý, đặc biệt là quản lý về đất đai để cho làm sao cho nó được đúng với đường lối pháp luật. Lãnh đạo phường Dị Sử và ban chỉ huy các tổ dân phố nơi sát sườn với việc quản lý đất đai nên đầu tiên phát hiện ra các sai phạm và có chức năng ngăn chặn vi phạm đất đai, cũng coi đây là một bài học xương máu trong công tác quản lý cán bộ, đặc biệt là quản lý đất đai. Đối với chúng tôi thì cũng nhận thức đây là bài học đáng phải ghi nhận đối với phường Dị Sử nói riêng và với các địa phương nói chung trong cái quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương thì cần phải làm tốt cái công tác quản lý nhà nước, đặc biệt là cái công tác quản lý nhà nước về đất đai để tránh những cái sai lầm, những cái sự việc đáng tiếc như là việc đã xảy ra trên địa bàn phường Dị Sử trong những năm vừa qua. Và chúng tôi cũng đã đưa ra chi bộ nhắc nhở đến đối với trong chi bộ tất cả các cái đảng viên, đề nghị tất cả các đồng chí cũng là mang tinh thần trách nhiệm của người đảng viên. Có những cái phát sinh nào thì là vi phạm thì đều phải có những cái vấn đề là nhắc nhở, nếu mà không được thì báo cáo cấp trên để kịp thời và cái việc là ngăn chặn không để phát sinh. Theo Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh, những vụ án như thế này ngay từ đầu đã được Ban chỉ đạo đưa vào diện theo dõi và chỉ đạo bởi tính chất của vụ án cũng như dư luận địa phương sở tại rất quan tâm theo dõi vì vụ án để xảy ra quá trình dài liên quan đến nhiều cán bộ chủ chốt của địa phương. Trong thời gian qua, đưa 7 vụ án và một vụ việc vào diện Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh theo dõi chỉ đạo. Đây là những vụ án vụ việc bức xúc dư luận xã hội quan tâm. Trong tháng 3 vừa rồi thì đã xét xử 2 vụ án, đó là vụ án về lạm quyền trong thi hành công vụ, Dị Sử trong vấn đề là bán đất trái thẩm quyền. Vụ án thứ hai là vụ án vi phạm của các cái cán bộ văn phòng đăng ký đất đai của huyện Khoái Châu, Tiên Lữ rồi là thành phố Hưng Yên. Trong thời gian qua, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh Hưng Yên đã đưa ra xét xử các vụ án liên quan đến sai phạm lạm quyền trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, tội tham ô, tham nhũng vặt của cán bộ công chức viên chức,
gây hậu quả nghiêm trọng và dư luận xấu trong nhân dân. Một số sai phạm dù đã được cảnh báo nhắc nhở, song vẫn mắc phải và lặp đi lặp lại nhiều lần. Chính vì vậy mà việc khởi tố, đưa ra xét xử các vụ việc này là rất cần thiết để lập lại kỷ cương, kỷ luật và lòng tin trong nhân dân.